đến với Bà Nà Hills, khu du lịch nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam. Hòa mình trong không gian biểu diễn nghệ thuật đường phố ấn tượng của các nghệ sĩ đến từ châu Âu. Cùng tận hưởng lễ hội đầy màu sắc với các sự kiện sôi động. Thưởng thức hương vị ẩm thực tinh tế, lãng mạn. Chiêm ngưỡng muôn sắc hoa rực rỡ tại Le Jardin d'Amour. Trải nghiệm trọn vẹn bốn mùa tại điểm đến lý tưởng. Bà Nà Hills, đường lên tiên cảnh. Sản phẩm của tập đoàn Sun Group.